đấm ra lửa rồi đó. Đợi xíu đi, tôi đấm ra lửa nè. Mày biết tôi không ạ? Thấy đâu? Cảm giác thật là mạnh khỏe đó. Đi về quán ông Bảy mình quất cao đi. Nghe đây, mày có coi One Piece không Quang? Không, bận rồi. Mày lên mày search, mày search ngay ai đi. ACES. Nhà anh đâu có nhiều đâu để mà anh. Má, nhìn anh đi trang không? Nhìn giống đó. Nhìn em giống Kratos mà tóc dài không? Tóc không đi mà. Nè, để em coi. Mày đéo body paint lên sao giống. Watch your tone. Mày kẹo chọc đi. Ờ sao? Nói lại đi. Là đi thay mặt nạ. Là phải thay cái mặt nạ đó. Lười quá. Kratos là tóc mày dài. Không có để râu được đâu. Nói mấy câu của đây tớt nghe coi. Boy. Boy. Để em lấy lại cái tông đó nè, cái tông đó thì chầm lắm. Ờ đúng rồi, mày làm Rayleigh á. Quang đó ngầu lắm á. Rayleigh lần nào? Nhìn mày giống kẻ thù của tao lắm á. Mày đục cho tao một lỗ đúng không? Điếc của mày ơi. Hôm nay là ngày trả thù. カイユイウェイサマだ。スカギャンブル場へ戻るとするか。トチワリジさんだ。トチワリジさんだ。まあ無理な話だった。無理な話だった。まずは酒だな。まあそれじゃ考えてもみろ。こんな年。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 考えてもみろ。こんな
Mình im lặng hơi lâu vậy. Hãy lên chỉ anh mấy bài quốc cao coi Quang. Quốc cao hả? Chỉ anh mấy bài quốc cao coi. Phải bài stretch, flex thì không? Giơ tay lên xíu này. Flex nhé. Tay to, tay to, tay cầm súng. Anh biết là mỗi lần anh tập xong á, anh phải gồng lên để cho cái cần, cái cờ nó căng lên. Đó. Yeah. Anh phải gồng lên, mỗi lần anh tập xong anh phải gồng lên. Anh không gồng lên, nó, cái cơ nó không có căng, nó không có bị gọi là nó rách ra thì nó mới nối lại thành một cái chắc hơn, hiểu không? Đó nè. Cái này là gì? Cái này là chân stretch đó. Stretch chân đó. Tập tới đây là mình tại dưới này mình giãn 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 dây chằng á. Mình giãn dây chằng đó. Giãn dây chằng đó. Giãn dây chằng. Khởi động đi, khởi động đi, khởi động đi. Sao anh giãn dây chằng xong chưa? Đó, anh khởi động xong đó. Cơ này thoải mái rồi đó. Đó, anh khởi động chân nè. Đó, anh phải giữ thăng bằng nha. Xong mà anh qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Má ơi, đều có cái cột nào hết ta. Ê! Đó, anh thấy cái cành, anh thấy cái cành cây cam này không? Đâu, cái cành cây cam hả? Thấy á, thấy á. Đó, mình nắm vô cái cây cam này nè, mình... Ai! Mà! Thế anh! Bum! Cây cam, cây cam này nó khỏe, cây cam nó khỏe quá quen ơi! Anh phải thở đều vậy. Mười cái thôi. Động tác nào nữa không thầy?
Hảo thể hình. Rồi thể hình là tất cả. Đây, mình qua đây nè, mình qua đây nè. Qua cái ghế đá nè, qua cái ghế đá nè. Mình đứng ngay cái trên đây. Đừng có đứng lên trên nha, đứng ngay cái này là xong quay người lại. Ở mình kẹp cái chân vô cái ghế này, mình đẩy lên. Cần cái lệnh thầy ơi, cần cái lệnh đó. Sit up. Bài này là bài tập bụng. Phải kẹp cái chân vô cái ghế nha. Tập là thở. Mình xuống là mình hít vô, mình lên mình thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Chụp cái được rồi đó thầy ơi. Em mệt quá. Ngầu má. Sặc mì rồi thầy ơi. Tỉ mẹ nó tập nhiều quá sặc mì rồi thầy ơi. Rồi mấy bạn có thể gọi là bỏ ra cho mình một phút để mà nghỉ xíu, mình rest xíu không? Mình chỉ giải lao một phút. Đó, một phút bắt đầu rồi mình ra tập tiếp. Rest sao vậy thầy? Thì đó, mình đứng thôi, mình đừng có ngồi nha. Mình ngồi là mình rất là khó thở. Mình phải đứng. Hoặc là mình đi bộ qua lại đó. Mình phải đứng. Có chạy bộ không thầy? Chạy bộ mấy vòng thành phố này? Chạy bộ hả? Tí nữa tôi dẫn mọi người đi ra chạy bộ không sao hết. Mọi người cứ yên tâm. Chạy bộ chắc phải thay cái đôi giày thể thao đó thầy à? Không cần đâu. Lỡ rồi bây giờ mấy bạn này thay cái giày thể thao là lâu lắm. Rồi cái bài tập tiếp theo nè, qua đây. Nhiều bài quá vậy ta. Thì nếu mà trời ơi, anh tập ra cái 6 múi vậy mà anh còn hỏi nhiều bài. Cái này mấy bài này là cái bài này là chưa xong á. Xong là anh làm xong một cái set này, anh phải làm lại cái set này 3 lần. Đó, trong một ngày. Bài tập tiếp theo là gì? Lục thùng rác ở đây. Mình qua đây nè. Mình chơi Naraka xíu đi. Giờ mình tập bài giãn cơ khác nè. Mình tập cái bài cái này gọi là cái lực á, bài lực đẩy nha. Lực đẩy. Làm trước đi thầy. Cái bài này mình đẩy. Khi mà mình đẩy là mình đang tập chân đó. Thật ra mình đang tập lực chân đó. Cơ chân của em nó đang căng lên nè, nó đang căng lên từng giây từng phút luôn nè. Thì cái bài này đó mình sẽ gọi là mình sẽ tập cardio. Tập cardio này là thay cho cái bài mà chạy bộ trên cái máy chạy bộ đó. Mà cái bài này nặng hơn tại vì mình đẩy cái tường. Bây giờ mấy bạn chạy bộ với tôi nha. Mấy bạn chạy bộ với tôi trước khi chạy bộ nè. Đó, mình cúi người xuống, mình vô vị trí nè. Vô vị trí khi nào tôi bảo chạy là EC nha. Mình vô vị trí đi. Rồi nè, chuẩn bị tôi đến là 1, 2, 3. Kệ bạn nó chạy nhanh là bạn nó, nhưng mà dễ mệt hơn đó. Tăng tốc nè. Ngày nào mình cũng phải chạy bộ. Mấy em hiểu không? Mình chạy bộ thì mình mới có thể lực á. Khi mà mình lên giường á, mình lâu, mình phải cố gắng. Vì tương lai. Ở, quay lại đi, quay đầu lại, từ từ.
Game kỳ chạy nhanh quá. Nhưng mà còn trẻ là tôi già rồi, bây giờ tôi không chạy được rồi. Ở qua đường luôn đi, qua đường luôn đi, qua đường luôn. À, mình đứng đây mình nghỉ tí đi, nghỉ đi, đi bộ, không được dừng, đi bộ. Dừng là tim nó đập mạnh là bệnh đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Căn bản của việc chạy bộ đó. Mình có làm một cái điếu thuốc thư giãn không hả thầy? Ôi da này tập chăm quá vậy. Tập bài SWAT không? Mình tập bài SWAT nè. Vậy mình đỡ tay dưới đây. Xong rồi mình rabbit. Đó, mình cứ tập tiếp tục, cứ tiếp tục tập vậy đó. Đau không quá thầy ơi. Còn xíu nữa thôi. Bao lâu rồi thầy? Rồi đó. Đứng dậy đi. À, bây giờ mình làm thêm bài đó một lần nữa, nhưng mà lần này mình phải giơ tay ra. Thầy ơi. À. Thầy. Mình về mình hành mấy người kia hôm nay. Cái này là mới nha. Này chưa ai trong thành phố này làm giống tôi hết nha. Ừ. Thế là vậy mấy cái này mình là phải, mình phải đi mình gọi là mình đi truyền giáo đó thầy. Nó ra đó thầy, mình phải mở rộng nó ra chứ không thôi là ngày phòng. Mai có nhiều người bắt chước. Thôi thì tôi sẽ làm một cái phòng tập gym và mấy anh sẽ là PT đúng không? Mấy anh tôi nhận mấy anh vô làm PT đó. Cũng nhờ là hôm nay mấy anh bắt tôi cởi áo ra tôi mới nghĩ đến việc này á, nếu ai nghĩ tới đâu. Giờ mình làm gì tiếp á? Thằng má sao mình lại hỏi con event đó. Tới giờ nhảy dù chưa? Sắp tới nhảy dù rồi. Gì vậy? Sắp tới rồi. Nhưng mà chưa nghe ai thông báo đó. Nhảy dù là sao? Sắp tới rồi đó. Tết súng á hả? Đúng vậy. Event trời ơi. Xin lỗi tôi già, tôi ít chết tùy đỡ quá. Có đồng chí nào có thể vặt cái lông ở trên mồm nó được không? Nhìn nó không có fit tí nào á. Nói chuyện đừng chỉ với mày. Nhìn mấy cái lông nó không có fit tí nào á. Không fit hả? Không fit hả? Đúng vậy. Tức đang nói gì kìa. Mỏ ấy ấy à. Tao đang đợi mày nói đó, đụng. Anh gái ơi, cho đậu xe chứ. Vậy, xin lỗi. Ê, xin nè. Ôi da, thông quá vậy. Ủa, mình bị dính nhiều quá đó. Xóa muối hả? Bị dính đó. Lưu phì đi. Bị dính đó. Rồi, né ra đi. Không chung tim được. Tụi bay lên đây kể kìa tụi bay. Alo. À, mình bảo mình là hội chữ tập nha.
Tập à, chỉ tập trước tập sau đúng không? Rồi, rồi, anh em tôi là hội chữ thập. Hội chữ thập đó. Đăng ký tên anh em tôi là hội chữ thập nha. Tôi là thập sau. Còn tôi là thập trước. Rồi rồi rồi, hai anh xong luôn nha. Rồi, cảm okay. ơn okay. Tôi đứng đâu đợi vậy anh trai? Mọi người đứng thoải mái bên kia đi ạ. À. Dạ à. Rồi rồi. Được á, nhảy số nhanh á à, nhảy ở số quá nhanh luôn. Nhảy số nhanh thiệt chứ. Như có người quen kìa. Ai đây ta, ai nhìn quen vậy đó à. Có hai thằng cướp biển nào vô thành phố mình đây. Chào bạn. Ờ, bài ra. Anh em tôi là hội chữ thập đó. Tôi là hội chữ thập đó. Nhưng mà lại xăm Maria với lại Weibo sau lưng là sao? Thập trước, thập sau đó. Tôi là thập sau. Rồi tôi là thập trước. Có thấy không? Có thấy không? Weibo rồi nhìn thấy chén thì vậy là một thằng phải xăm phía trước, thằng xăm phía sau chứ. Thì nè. Thì đó. Ủa sao giờ trời ơi, thập trước, thập sau mà. Thập sau anh ơi. Trời ơi. Em có cái đường gạch gì là thập vậy hả? Nó tràn. Đây đây em đăng ký em. Đăng ký em. Bạn hai bạn đi thi luôn hả? Đi thi chứ. Đi chứ. Trời ơi, đi thi người ta mặc đồ kính kính xíu mà về lát nữa ăn đạn đó, ăn đam thêm đó. Trời ơi, giống như tôi biết là đi thi cái gì đó. Trời ơi. Mấy anh tưởng là này đi vô đi chơi hay gì. Đây nha, mày thằng kia nha. Này quân tóc vàng à. Quân khăn vàng à. Nhìn hai ông cướp biển này phế lắm. Ê ê, cái mắt là cái gì Tích? Cái mắt là cái gì? Kính, kính, kính. Bí mật quốc gia đó. Kính á. Thông minh á. Này người ta gọi là tài đó, nhưng mà là tài lanh. Lâu không gặp là tài lanh. Trời ơi, em có muốn được 6 múi như anh không? Như nào? Mày biết hội của tao tên là gì không? Hội gì? Hội chữ thập. Hồi chữ thập là thập trước thập sau đó. Tao là thập trước. Thập trước thập sau nè. Còn anh Tích là thập sau đó. Cửa chân này tí bị bắn là chết rồi. Phải đụng ba anh em cơ. Gì nữa? Gì bị bắn? Ai cũng biết bị bắn vậy? Tao biết bị bắn nhưng mà sao phụ lục hả? Sao mày không có, sao mày không nghĩ đến trường hợp là tao không bị bắn mà mày bị bắn? Mini game trộm trứng gà. Các đội đăng ký vui lòng báo danh. Chương trình đang test. Mùi súng đó. Dài. Mời các bạn cầm súng trên tay ạ. Nếu như bạn nào chưa nạp đạn thì các bạn vui lòng kéo viên đạn của các bạn vào ô sử dụng để nạp đạn. Các bạn chú ý là một viên đạn đấy sẽ tương đương với một băng đạn. Mỗi đội sẽ có cho mình một cái medkit, có nghĩa là khi các bạn chết các bạn có thể cứu người đồng đội của mình, hoặc là người đồng đội của các bạn cầm medkit chết thì nhớ lục người để cứu lại. Các bạn hiểu chưa? Hiện tại thì các bạn bật bản đồ lên và các bạn nhìn vào khu vực hòn đảo ở góc bên dưới khoảng 5 giờ của bản đồ. Các bạn thấy hòn đảo đấy chưa? Ở góc dưới của hòn đảo đấy, khu 6 giờ, các bạn sẽ nhìn thấy có một khu dân cư, đấy là một cái biệt thự rất là to. Đấy sẽ là mục tiêu của tất cả mọi người. Ở vòng đầu tiên khi mọi người đi máy bay đi qua đấy, mọi người có thể nhảy khi mà có hiệu lệnh của ban tổ chức là bắt đầu được nhảy. Sau 3 phút biệt thự sẽ có đường vào. Đường vào sẽ là một số xe hoặc là container kê ở tường để các bạn có thể bắt đầu vào. Kết thúc vòng 1, các bạn có mặt ở trong biệt thự và các bạn có thể tìm chỗ trốn hoặc các bạn bắn nhau. Đấy là tùy các bạn. Sau một khoảng thời gian nhất định khi vòng 2 bắt đầu sẽ có pháo hoa bắn lên ở trong khu vực biệt thự. Các bạn sẽ di chuyển ra khu vực pháo hoa đấy để tìm một chiếc xe và trong ấy sẽ có trứng. Mục tiêu của các bạn là làm sao để lấy được càng nhiều trứng càng tốt và phải sinh tồn đến những phút giây cuối cùng thì các bạn sẽ là người giành chiến thắng. Sẽ có 5 lượt pháo hoa tất cả ở trong khu vực biệt thự. Các bạn hiểu chưa ạ? Hiểu rồi. Dạ hiểu ạ. Mọi người chuẩn bị. Biển luật rồi, tìm nơi để nhảy đi. Đã bay thấp đi. Bắt đầu nào mọi người ơi. Mới chuẩn bị thôi mà. Mới chuẩn bị thôi mà. Mới chuẩn bị thôi mà. Chuẩn bị chưa? Xíu đi. Biến. Khi nào? Nhảy đi quen ơi, nhảy đi. Bay đi, bay đi.
được. Spam đàm mọi người ơi. Mọi người vui lòng không spam đàm nhé. Hay là ta sẽ spam đàm sau thì chết nhé. Mày bay đi nhanh quá, stress sao. Đi đâu rồi? Ôi, anh Tích, có xác chết, có xác chết, lút đi, lút đi, lút đi. Lút, à. Má, hình như A Huynh rớt xuống chết luôn. Có hả? Bắn lại đó, nó trước à. Okay, không được A Huynh ơi, không được rồi A Huynh ơi. Nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi. Nhìn 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 nhìn. Hồi nãy bên phải có một thằng nhảy nha. Phải hướng mình. Không sao không sao, nhưng mà vẫn phải lấy đồ thôi, vẫn phải lấy đồ thôi. Em lấy hết rồi em chia nha. Ê bên đây có bắn nhau nè Quang. Lẹ bên Quang bắn tham vui không? Đi 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 đi. Những ai nhảy dù xuống chết vui lòng sạc 911 để admin hỗ trợ. Lưu ý chỉ những người bị chết khi nhảy dù luôn. Đây 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 đây. Trong quá trình mọi người tham gia trò chơi, mọi người bị chết, admin sẽ không hỗ trợ nữa. Đi 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 qua đây bạn ơi. Sau mình có hai thằng đeo mặt nạ. Hồi nãy có hả? Kìa, nhìn kìa. Ok ok. Bắn không, bắn không, bắn không. Từ từ bắn đi, từ từ bắn đi. Mình không bắn người ta bắn mình sao? À, cho người ta chơi đúng không? Đi 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 đi. À bình nhá. Chắc chưa? Ôi, có đứa bắn kìa. Trên đồi kìa, trên đồi kìa, trên đồi. Còn 3 phút nữa mọi người có thể vào biệt thự. Còn 3 phút lận, còn 3 phút lận, cứ từ từ. Ờ, coi chừng tụi nó núp á. Ôi, mày nhìn coi đường biển có đường vô không nè. Không có, không có, không có, chắc chắn không có. Cái đường biển nè. Chắc chắn không có, chắc chắn không có đường vô đâu. Ờ, nghĩ là đi sát vô tường xíu đi. Ờ, kìa kìa trên núi bên phải mình có nha. Ôi, từ từ, đường này không đi được. Bên đây, bên đây, bên đây. Đường này không đi được, đường này không đi được. À đâu, cái này là cái rào mà đúng không? Cái rào, ở cái lúc sau nó mới spawn. À, bình tĩnh vậy anh Thích. Vậy? Anh bình tĩnh nha. Có ai đâu, có một cái hội nó bắt tay nhau. Ui da, có tiếng bắn súng kìa. Ôi kìa, có người ghê, có người ghê, người Thích. Người trước mặt, trước mặt, trước mặt, trước mặt. Mọi người có thể vào biệt thự sau 1 phút nữa. Em mở trái cho. Băng dính rồi, băng dính, băng dính, băng dính, chết, chết, chết một, dính một, dính một. Biệt thự sẽ mở cửa sau 30 giây nữa. Dính một, dính một, dính một. Đây, 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 kiếm đường vô đi đã. Chết à, dính rồi hả? Ờ, dính một rồi, dính một rồi, dính một rồi. Thôi đi vô đi. Biệt thự sẽ mở cửa sau 15 giây nữa. Ờ, chạy tiếp mày ơi, chứ không phải được ngay đâu. Biệt thự sẽ mở cửa sau 5, 4, 3, 2, 1. Trước mặt có người anh ơi, trước mặt có người, trước mặt có người. Biệt thự sẽ đóng cửa sau 2 phút nữa. Xác anh vô. Ừ, nhưng mà mình vô cửa chính luôn hả? Em bị đau não quá. Kìa 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 trước mặt kìa.
vô bạn ơi, hết đạn rồi. Cho nhau vô đi, hết đạn rồi. Biệt thự sẽ đóng cửa sau 1 phút 30 giây nữa. Cho nhau vô trong đi. Biệt thự sẽ đóng cửa sau 1 phút qua nữa. Trái anh thôi. Hòa bình đi. Hòa bình nha, dòng sau chơi nha. Hồi nãy có thằng đội nón ba nó khửi anh chiến nó rồi đó. Lên. Giết nó luôn rồi phải không? Giết luôn rồi. Bắn nó biệt thự bắt đầu đéo chết à. Bắt đầu kìa. Biệt thự sẽ đóng cửa sau 30 giây nữa. Cái này. Check góc đi, clear coi, clear sai. Ok. Ôi bắn kìa. À, có tính thăm dò mà hay lại. Đừng bắn. Còn 15 giây nữa biệt thự sẽ đóng cửa. Đừng bắn. Né đi. Né đi. 5 4 3 2 1 biệt thự đã đóng cửa. The time is now. Còn nhiều bắn gạt không? Chia cho anh miếng coi. Anh bị xương sống đau quá nè. Giết đạn anh nè. Ủa mày gì tính ra nãy mình giết người kia xong mình phải lút đạn đó chứ. Lút rồi. Đây lút đi, chia đạn đi. Đó. Rồi, lượm được rồi. Lút mấy kit của nó chưa? Không có, thằng đó không có mấy kit. Cái thằng đó không có mấy kit. Trứng sẽ được thả sau 4 phút nữa. Như mình phải chạy ra ngoài nữa. Mình đứng hở quá không? Hở quá. Không, mày phải biết, mày phải nghĩ là tụi nó chạy vô đây xong rồi nó chạy tán loạn rồi chứ. Nó chạy vô trong hết rồi. Góc này ngon nè, anh thích. Anh đang bị nhức đầu rồi. Không, ý là góc này mình check hai bên được. Ok. Anh không nhìn bên đó đi. Vậy, em biết, bên đây không nghe gì. Bạn. Anh bắn ai vậy? Bắn người siêu quát. Anh hình như không được bắn nó sao. Ui. Ôi ôi. Nãy ai vậy? Nó nã mấy thằng ở ngoài á. Nãy ai vậy? Nó thả mấy thằng ở ngoài á, nã mấy thằng ở ngoài. Ôi là trong đây loot được cái AK ta. Không có đâu. Đi, cover nhau đi. Má sao anh đi thản nhiên vậy? Vậy, mày chạy mày mới khó điều khiển cái đi bộ nó. Mấy người nhảy. Ê, nghe tiếng chân. Vậy. Bên phải. Tiếng chân. Nè, anh chạy qua luôn nè. Kìa, em thấy này. Chúng sẽ được thả sau 2 phút 30 giây. Sau lưng anh. Vô đầu rồi. Trời ơi, không hiểu luôn á, bắn chi vậy. Hiểu đi. Lút đi, nhìn cho. Em lấy đồ ở đây để anh bơm máu. Trời ơi, ta lại hạ quyền đó. Chứng tế được thả sau 2 phút nữa. Lại nghiệp chú. Trên cầu thang có người không vậy? Alo. Chứng tế được thả sau 1 phút nữa. Trên cầu thang có người không vậy? Trên cầu thang có người không? Có người không? Trời ơi. Có người thì lên tiếng đi. Có người lá hồi người ta quay lưng đi bắn người ta đi nghe. Ui ôi đằng trước có dấu máu quen ơi. Ôi có người luôn. Ôi ơi. Tìm anh đổ. Hình như đằng trước có người đó. Tìm anh đổ đó. Sẽ được thả sau 30 giây nữa. Chạy đi.
chạy đi. Sợ lắm. Không bắn nhau đâu. Trứng sẽ được thả sau 10 9 8 7 trứng, 6 5 4 3 2 1 Trứng ở đâu vậy? Đâu, đi, 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 đi tìm thôi. Từ từ. À, đi tìm trước. Ngoài nó bắn vô. Có mấy lượt lận mà. Lần đầu chơi game sinh tồn á. Đúng rồi, để nó tụi nó lướt rồi tụi mình lăn sâu. Tụi nó lướt rồi tụi mình ăn sâu. Trứng sẽ được thả sau 4 phút nữa. Đó, cái tiếng trứng bên trái kìa. Trứng ở trong hốc xe, mọi người phải vào xe lấy nhá. Anh nghe tiếng pháo hoa rồi đó. Em nghe tiếng rồi, em biết hướng luôn rồi. Hướng đó đó. Kìa, bên trái có người kìa, đang đi kìa. Chết rồi, em biết rồi. Trời ơi. Trời ơi, lần sau phải nói sớm chứ. Trời ơi. Mày biết tay nghề anh rồi mà. Tay nghề anh bắn là không thể nào hụt được. Nói sớm xíu là anh bỏ rồi. Lút đi anh Tích, lút đi để em nhìn. Lút đi. Ôi, có người bắn. Sau kìa. Xe được thả sau 3 phút nữa. Cho xíu đi Quang ơi, để anh hiếu máu, anh bắn khô máu mấy ngày. Nó cứ càm cái góc đó hoài. Ôi, cái thằng ông nội bên kia ơi. Bắn đào đó. Ngừng bắn đi. Trứng sẽ được thả sau 2 phút nữa. Bắn đào đó. Bắn đào lắm đó. Đào. Lần sau đâu không chịu nổi luôn đó. Chơi gì mà chơi bắn sau lưng vậy? Trời ơi. Có, trời ơi, bắn nè, lưng nè, nhìn cái lưng nè, lưng lỗ không. Trời ơi. Trời ơi. Có đợi xíu cho bên đây lút cái xác mới giết được không? Hòa bên, hòa bên mà. Dạ. Hòa bên đó. Trời ơi, chưa tìm được thằng Akainu nữa mà cái lưng nó lỗ không rồi. Rồi đó, cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Trứng sẽ được thả sau 1 phút nữa. Chê hết đồ đi anh Tức. Trời ơi. Trời ơi. Hết đạn rồi, từ từ bắn có được không? Trứng sẽ được thả sau 3 phút nữa. Ê, thằng em, đứng dậy nói chuyện đi. Ơi, đứng dậy nói chuyện đi nào. Đứng dậy nói chuyện đi thằng em. Đứng dậy nói chuyện với anh đi nè. Xong nói vậy. Đợt nữa mình đi không? Chắc là bắt đầu đợt 3 mình đi là đẹp rồi. Em nghĩ là đợt 3 rồi đó. Ui, bắn nhau rồi kìa. Ê, đi đi sau lưng cái team hồi nãy đi. Ừ. Team up nha, không team up nha. Trời ơi, đừng có ai bắn tôi nha, tôi dữ lắm đó. Tôi còn dữ lắm đó. Ai bắn tôi nghe. Đừng bắn nha. Chứng tay được thả sau 2 phút nữa. Mọi người ở đây giữ bình tĩnh đi, không ai biết đâu. Ok. Trời ơi. Ủa sao tụi nó thấy tụi nó đi mà giờ tụi nó quay lại vậy? Có ai ở đây không vậy? Có ai không? Thằng Thắng ơi, cho hỏi trứng ở đâu vậy? Bên phải kìa. Bên phải có người kìa. Đâu? Đó, tiếng đó. Tiếng hướng kia kìa. Đây nè, ở đây có người nè. Nó chạy về bên trái, nó chạy tới rồi nha. Trứng sẽ được thả sau 10 9 đi kiếm trứng đi, lần này mình đi kiếm trứng. 7 đúng rồi. 6 5 4 3 2 1 nói gì anh nói lại đây nghe đây nè đây nghe
Ờ, nhưng mà có team dưới á. Đi xuống đây quay ngay. 8 7 6 5 4 3 2 1 Nó lút rồi hả? Nó lút rồi hả? Có xe sau mình nữa. Nghe tiếng mở cốp xe kìa. Ừ, tao mới bắn người không nè. Chết chưa? Mình phải đi giết tìm mình hiếu đó. Mới thấy tìm mình hiếu đó. Đâu? Đi. Đi trước cho. Trứng sẽ được thả sau 1 phút nữa. Trên trên góc ạ. Chết chết chết. Trứng sẽ được thả sau 30 giây nữa. Kèo thơm. Kèo thơm. Đóng cái cửa lại. Đóng cái cửa lại. Lút trứng gà chín nè. Trứng sẽ được thả sau 10. Lút đi. 8 7 6 5 4 3 2 1 Ờ em yếu, em yếu. Cái lồng á em chết rồi. Ờ, ấy, đứng. Ờ. Chạy đi. À, cảm giác như được hồi sinh lại lần nữa vậy. Mà sao? À, dậy đi chứ anh đau đầu quá rồi nè. Chưa đó, chưa đó. Mới đầu đầu thôi. Ai ơi. Trứng sẽ được thả sau 1 phút nữa. Có cái gì vậy? Anh có cảm giác trở thành con người mới chưa? Alo. Tìm rè vậy? Alo. Nhân sư. Có mấy đợt kiểu chứ, có mấy đợt thả trứng vậy? Không biết nữa nhưng mà anh, nó vừa thả đó. Anh hết đồ rồi. Trứng sẽ được thả sau 30 giây nữa. Ờ thôi em còn đạn mà, em còn đạn. Nè, mày giữ 3 trứng đi. À. Anh giữ 3 trứng. Có gì lát nữa anh với mày có đứa nào lỡ chết thì còn có cái để mà thi thố. Được, nhưng mà em nghĩ em với anh không có chết đâu. Đó, chết chưa biết ngay mà. Xác này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái cuốc nè. Xác này có súng không à? Bóng nhòm. Đầu đá. À, hết rồi đó. Thôi, thì chào hai vị huynh đài tụi tôi đi. Tụi tôi là hội chữ thập. Thập trước, thập sau. Đó. Ôi. Ôi, ôi, ôi. Trứng sẽ được thả sau 1 phút nữa. Cơm cháy chờ bóng. Trứng kìa, trứng lần 5 hay trứng lần 6 rồi gì kìa. Trứng lần 5 lần 6 rồi hả? Đi. Nghĩ là team anh Hiếu chưa có. Chưa có chết. Còn ai ta? Nãy giờ mình giết nhiều đó. Em còn không đếm nổi nữa. Còn ai trời? Thôi đằng trước kìa. Đằng trước kìa. Trước kìa không? Trứng sẽ được thả sau 30 giây nữa. Thấy đó. Thấy đó. Anh trai à? Cười đi. Xe này chắc là lút rồi.
Nó trốn kìa, nó thấy mình đó. Hình như là người quen. Hình như là người quen. Đã hết trứng để thả, trò chơi sẽ kết thúc trong vòng 2 phút nữa. Hình như là người quen. Mình phải giết đó. Trò chơi sẽ kết thúc trong 1 phút nữa. Các đội hãy cố gắng gom càng nhiều trứng càng tốt. Đội nào có nhiều trứng nhất sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi lần này. Chết một nữa. Chết một nữa. Hết giờ rồi, hết giờ. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi, hết giờ. Trò chơi sẽ kết thúc sau 30 giây nữa. Trời ơi. Chơi cái gì vậy? Tôi vậy. Hàm đâu mà ăn cháo. Trời ơi, hiếu máu đi ông thôi chết bây giờ. Trời đất ơi. Hiếu máu đi. Chơi cái trò gì đó. Hiểu à. Bên này không có trứng nữa. Trò chơi sẽ kết thúc sau 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Mọi người vui lòng buông súng và tụ tập ở cổng chính. Mọi người vui lòng tạm dừng. Ừ, vừa kịp luôn mày. Súng vừa kịp và đi ra vừa kịp luôn. Để gặp bác tôi. Đúng là. Đúng là cái nghề của anh em mình đó. Nghề anh em mình. Rồi. Những người ở thế giới ngầm luôn luôn trò là nhớ. Trò chơi đã kết thúc. Mọi người vui lòng tụ tập ở cổng chính. Anh em mình cũng đi bộ tàn tàn ra đi chứ hả? Đúng rồi đó. Nhưng mà người ta kêu cất súng đó. Xin lỗi. Xin chào, dọn hết xác đi đó. Anh SWAT à. Làm phiền mấy huynh. Đúng rồi, vô dọn xác đi, ở trong hơi đẫm máu đó. Từ 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 để rớt cái nón nè. Anh cảm thấy ổn không? Ổn, nón anh vẫn đội được đó. Trời ơi. Ủa, anh đi đâu rồi? Alo. Cổng chính đâu vậy? Anh trai đậu heo đấy à? Nếu mọi người khó tìm cổng chính quá thì tụ tập ở bên bên cũng được. À, tao bắn được đúng 3 viên hết đạn rồi, đéo hiểu sao thay bằng đạn. Trời ơi, anh phải nhớ, anh phải nhớ thay đạn chứ. Phải đếm đạn đó anh trai. Đếm đạn đó. Trời ơi, tao thay rồi, xong tao kéo một băng đạn mới và nó kêu là bạn đã thay đạn rồi mà. Mọi người vui lòng tụ tập ở bể bơi. Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra số trứng của mọi người. Đèn đéo chịu được. Em gái à. Thấy cho xin cắn cái trái caro caro no mi nghe. Đếm ở trong đây là cũng có 6 đến 7 xác tụi tôi giết đó. Hiểu không hả? Không hiểu đó. Ôi huynh đệ mình nè quán ơi. Trời ơi huynh đệ đó. Mùa chôn tập thể mày ơi. Quá trời. Thế giới ngầm mà để vậy không sao. Còn tụi tôi. Còn tụi tôi. Những đội còn sống sót vui lòng đứng ra chỗ trực thăng để ban tổ chức có thể kiểm tra được số trứng của mọi người. Sao giống như có hai tụi mình sống sót vậy? Sao còn có hai người này thì đội này thắng mẹ rồi gì nữa. Đúng rồi đó, không vậy, anh trai? Tụi tôi giết cũng nhiều đó. Tụi em hơi lỡ tay xíu. Hơi lỡ tay vẽ chết rồi. Nhìn vẽ cả mả người luôn rồi. Đó tụi em giết tụi em giết ngoài à. Không, ngoài đó ra tụi em còn giết thêm hai mạng là bản thân tụi em nữa. Em đã giết tự giết bản thân tụi mình để mà hồi sinh dậy thành một con người mới nữa đó. Ủa chữ thập.
nhận làm tôi là cháu nội hả? Làm tốt lắm các con của ta. Bây giờ còn đây ai sao làm họ ai đã... Trời ơi, phải chết hết rồi. Không có ai vậy đếm trứng vậy. Ủa mày có bao nhiêu trứng vậy? Ba trái à? Nhưng mà mình thắng mà. Hai ba. Đã có 7 trái là 10 trái. Hai bạn này trái giết bao nhiêu người? À... đội là 16 người đúng không? Mỗi người 8 người là... mỗi người tương đương với nửa tiếng hút tù giam. Vậy? Ủa, không phải à? Sao trước khi tham gia không có cái phụ lục đó vậy ta? Anh Huy Chọc à, từ giờ đừng có gọi tôi là tích hay là đuôi gì nha. Giờ tụi tôi có tên mới rồi đó. Tên gì? Tụi tôi là Hội Chữ Thập. Hội Chữ Thập đỏ. Thập trước, thập sau đó. Tôi là thập trước, còn anh tôi là thập sau. Gì đó, nói mới nhớ. Sáu mươi. Anh nói câu không biết ngượng. Tao tập đó. Nói mới nhớ đó. Khởi động tiếp đó. Con không được chơi đó chú. Không được chơi. Không được chơi chú. Nó không được chơi, nó buồn rồi, nó có cái buồn đầu xuống kìa, nó buồn kìa. Anh Sáu tỉnh dậy, sống dậy để mà dỗ người ta đi. Sáu em khổ quá. Đang đâu rồi các em ơi? Sáu em khổ quá, em không được chơi. Phải số em số 6 á. Hội Chữ Thập xin cáo từ. Qua đây Quang ơi, qua đây Quang ơi. Chỗ này ghê lắm, qua đây đi. Trời á. Rồi, ấy. Yeah yeah yeah. 人生最高。毎日だな。やりたいことやりまくりだよ。毎日だな。どっかで欲しいもんを買っちゃう。毎日だな。貯金なんてしない使っちゃう毎日だな考え込んでた